Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em sẽ phải giới thiệu cho anh chị về một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen. Xe thì vừa mới được cẩu về thôi và vẫn chưa được bóc cái lớp bảo vệ khi đi qua tàu biển, những cái miếng dán bảo vệ màu trắng này. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và xe này thì mới được cẩu về và đã được lắp phụ kiện theo nhà máy. Xe được trang bị một cái gói khá là đầy đủ. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái ngoại thất chiếc xe này, và sau khi vào nội thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị là Camry phiên bản một chiếc sedan cao cấp nhất của Toyota thì nên lắp những cái gì. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu về giá. Camry thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Và thứ nhất là phiên bản 2.0G. 2.0G thì có giá niêm yết là 1.070.000.000. Phiên bản tiếp theo là 2.0Q. 2.0Q thì có giá niêm yết là 1.185.000.000. Còn phiên bản 2.5Q sẽ có giá niêm yết là 1.370.000.000. Chiếc xe trước mắt chúng ta đây. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Camry xăng điện thì có giá niêm yết là 1.460.000.000. Thì trước mắt chúng ta đây là 2.5Q 1.370.000.000 màu đen. Và nội thất cũng là đen. Thì thứ nhất là xe được trang bị ở thời điểm tháng 7 này thì em đang có một chiếc xe này là xe ra ngoài đấy anh chị ạ. Nếu anh chị nào cần cần lấy xe ra ngoài thì liên hệ ngay với em qua hotline em để trên màn hình. Và nếu mà cần lấy sang màu khác, ví dụ như màu trắng ngọc trai này, hoặc là nội thất thì có thể là thích nội thất màu be, thì liên hệ với em sẽ báo cho anh chị cái lịch xe của tình hình xe. Còn đây là một chiếc Toyota Camry 2.5Q, ngoại thất màu đen và nội thất cũng màu đen dòng ngay. Thứ nhất là xe được trang bị là tính năng Toyota Safety Sense và cam 360. Đèn thì được sử dụng cụm đèn full LED, bi LED rồi. Cái cam 360 ở trên gương. Xe thì được thứ nhất là dán phim siêu cấp này. Những cái xe cao cấp như là Camry, xe tầm tỷ tư rồi, thì thứ nhất là dán phim là phim đảm bảo. Phim như anh chị thấy là cái độ tối của phim ấy, nó ở mặt kính thì nó mức qua video thì nó hơi khó nhìn một chút, nhưng mà để đảm bảo cái tầm nhìn ấy, và là phim siêu cấp nên là cái đảm bảo được cái tầm nhìn ở phía trước xe này, kính lái phía trước và kính ở phía sau nó sẽ độ tối nó để đảm bảo cái chống tia UV. Và hõm cửa đã được dán bảo vệ, cái tấm bảo vệ là vân carbon. Thì tấm này nó đảm bảo thứ nhất là cái công năng chống xước của cái hõm, và cái thứ hai là về cái thẩm mỹ, nó sẽ theo thẩm mỹ của em thì nó sẽ đẹp hơn so với cả cái dán hõm cửa chrome. Và ngoài ra thì ở phía đuôi xe ở đây là cái cam phía sau trong cái cam hành trình, thì nó đảm bảo cho anh chị cái an toàn khi vận hành ở ngoài đường. Ngoài ra thì xe được có Camry 2.5Q thì là xe duy nhất được trang bị hai cái bô sau, và ngoài ra thì xe được trang bị đến 8 cảm biến, 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Và cái đặc biệt nữa ở cái phiên bản 2022 này thì xe đã được trang bị máy mới, và số tiêu hao nhiên liệu chỉ có 7,09 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và nó thứ nhất là máy đã được tiết kiệm nhiên liệu hơn, và ngoài ra là cũng khỏe hơn so với phiên bản cũ. Trên gương thì được trang bị cảnh báo đèn mù trên gương. Em sẽ xin phép vào bên trong xe nhé. Đấy, chị xem qua một lượt về nội thất này. Thứ nhất là xe đã được bọc sàn 6D. Xe mình là xe Camry thì em nghĩ là nên sử dụng những cái thẩm mỹ cao như thế này. Sàn 6D này, em sẽ bật màn hình lên cho chị xem. Lần lượt là có nhớ vị trí ghế này, gương tự động này, chỉnh gương này, rồi có đèn pha tự động này, chống trơn trượt này, nút bật tắt của cam 360, mở cốp. Cái xe này đã được trang bị là cúp điện rồi ạ. Hầu rồi. Cúp điện. Và ngoài ra thì đã được trang bị cái khay hành lý. Khay hành lý này như anh chị, để em sẽ cho anh chị xem. Ở tiện video này thì cái lót cốp của cái chính hãng Toyota ấy nó sẽ chất lượng như thế nào, rất dày dặn và vừa khít cái cốp luôn, dày cực dày luôn, và có những cái miếng đệm để cho cái này nó không bị xô. Và đây đã được trang bị là cốp điện. Ở xe zin thì chưa được trang bị đâu anh chị ạ, còn đây là được lắp thêm.
Còn đây là nội thất xe, mở xăng này, rồi cái đây là các cái phím chức năng trong cái Toyota Citizen DRCC này, có nghĩa là ga thích ứng tự bám theo xe phía trước, rồi cái giữ khoảng cách này, giữ làn đường, màn hình được trang bị màn hình JBL rồi. Còn bên này là có điều hòa 3 vùng tự động, cửa sổ trời. Camry thì theo cá nhân em trải nghiệm thì sướng nhất là vẫn là người ngồi phía sau. Và xe thì trang bị thứ nhất là cái tổng này là lấy nguồn cho cái cam hành trình rồi. Và bên cạnh nó là cái ổ USB. Cái ổ USB này anh chị có thể lấy để dùng để sạc pin này, để cắm USB để nghe nhạc, hoặc là anh chị có thể cắm cái bộ chuyển đổi Apple CarPlay. Nó sẽ giờ gần 10 triệu để chuyển đổi cái màn hình thành màn Android, và mình không cần phải thay thế, không phải tháo lắp, cũng không phải đục đẽo gì cả. Thì chỉ cần lắp vào thì nó sẽ chuyển thành màn Android thôi. Còn đây là cửa sổ trời. Và một cái đặc biệt nữa, khi em cũng vừa nói là Camry này đa số là sướng người ngồi phía sau, thì em sẽ phân tích cho anh chị vì sao. Thứ nhất là nó có một cái bảng điều khiển cho người ngồi phía sau để ngả lưng ghế này, ngả lưng ghế điện này, chế độ âm thanh này, rồi lên xuống rèm này, âm lượng, rồi về các chế độ âm thanh và các cái cả chế độ lái nữa, cửa sổ điều hòa cho người ngồi phía sau, và cái khoảng không đầu gối rất rộng luôn, và có cả rèm cho người ngồi phía sau. Rèm ở hai bên này thì sẽ là rèm tay, còn ở rèm ở phía sau thì sẽ là rèm tự động, và rèm điện mình có thể điều chỉnh được ở trên cái điều khiển sau này. Xe thì bên em đang có sẵn trong ngay chiếc màu đen này, nội thất đen luôn. Anh chị nào cần tham khảo thêm về xe có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.